Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang một cái công cụ nữa là công cụ Distort. Distort thì nó sẽ giúp chúng ta làm biến đổi và phá vỡ cấu trúc của một cái đối tượng. Cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản, đó là chúng ta chọn là công cụ Distort. Sau đó thì chúng ta chọn một trong ba kiểu Distort mà công cụ nó cung cấp cho chúng ta, bao gồm là Push and Pull, tiếp theo là Zipper và cuối cùng là Twister. Đầu tiên là Push and Pull. Thì thao tác này chúng ta làm rất là đơn giản như sau: chọn đối tượng, sau đó thì các bạn chọn công cụ và các bạn nhấp chuột, các bạn kéo. Đấy. Các bạn có thể là kéo sang có hai cái, một là push, một là pull. Hai cái thằng này thì nó có tác động ngược chiều nhau. Nếu như mà các bạn kéo sang bên phải thì cái hiệu ứng này nó tạo ra một cái sức ép vào trong các cạnh và nó đẩy cái biến dạng này ra góc của đối tượng. Thế còn nếu mà tôi kéo nó sang bên trái thì nó sẽ làm theo cái trình tự ngược lại, là nó sẽ ép vào các góc và đẩy phình ra ở giữa các cạnh. Tham số thì nó có thể thay đổi theo hai chiều, là từ âm 200 cho đến dương 200. Đấy là maximum giữa hai cái kiểu push and pull. Và mặc định thì cái tâm biến dạng nó sẽ nằm đúng tâm của đối tượng. Tuy nhiên nếu thích thì các bạn có thể bấm vào cái tâm biến dạng này và các bạn kéo. Khi các bạn kéo dịch nó đi thì cái đối tượng của chúng ta nó cũng biến dạng lệch đi theo cái tâm kéo này. Và muốn ổn định trở lại, đưa nó trở về tâm thì các bạn sẽ có cái nút bấm này, Center Distortion. Bấm vào đây thì nó sẽ trở lại cân bằng và nó đưa cái tâm biến dạng trở về tâm gốc. Và nó làm cho cái đối tượng của chúng ta trở nên là cân đối trở lại. Thế thì cái tham số ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh bằng hai cách. Một là ở trên thanh Property, các bạn điều khiển các tham số trên cái trường Push and Pull Amplitude. Các bạn có thể gia giảm tham số trực tiếp ở đây, hoặc các bạn bấm vào cái điểm này để các bạn kéo để gia giảm tham số. Muốn thêm một cái biến dạng nữa thì các bạn bấm vào cái biểu tượng Add New Distortion. Đây đã là biến dạng một lần rồi, nếu chúng ta lại nhấn vào cái nút này nữa có nghĩa là chúng ta sẽ gán thêm một cái lần biến dạng nữa. Muốn bao nhiêu lần cũng được, cứ nhấp chuột chọn cái lệnh và sau đó thì các bạn bấm vào. Thế còn ở phía sau này chúng ta có vài cái tùy chọn như sau: một là Copy Distortion Property, thứ hai là Clear Distortion và thứ ba là Convert to Curve. Thì hai cái lựa chọn đầu này nó giúp chúng ta làm gì? Copy cái cách biến dạng của một đối tượng đã biến dạng rồi để gán cho một đối tượng khác. Ví dụ hình ngôi sao này là nguyên bản, bây giờ tôi muốn làm biến dạng nhưng tôi lại muốn học theo cái thằng đỏ này đã từng bị biến dạng rồi, thì rất là đơn giản, tôi chỉ việc chọn Copy Distortion Property, sau đó mũi tên đen hiện ra thì tôi bấm vào cái đối tượng đã được biến dạng thì nó sẽ nhận cái kiểu biến dạng của cái bên này, nó gán cho bên này. Còn nếu mà chúng ta muốn tháo gỡ thì chúng ta sẽ bấm vào Clear Distortion. Nếu mới chỉ duy nhất một lần mà chúng ta tạo distortion thì chỉ cần bấm vào cái biển cấm đấy một lần là nó sẽ tháo gỡ toàn bộ các hiệu ứng đã gán và nó trả về cho chúng ta đối tượng nguyên bản. Thế còn cái đối tượng này chúng ta gán vài lần thì mỗi một lần chúng ta tháo thì chúng ta lại phải làm sao đây ạ? Bấm Clear Distortion một lần này, hai lần này, đấy, phải đến ba lần thì chúng ta mới tháo ra được, do cái đối tượng này được trồng chéo nhiều lần distortion khác nhau. Thế còn trong cái số các cái icon thì cuối cùng chúng ta còn một cái là Convert to Curve. Thì cái này nó sẽ trực tiếp biến luôn cái trạng thái của cái đối tượng đang được gán distortion này trở thành một hình mới có hình dáng như này luôn, và lúc này nó chả có liên quan tới cái công cụ distortion với lại các tham số của nó nữa. Thế đấy là cái kiểu làm việc với distortion ở cái
tùy chọn đầu tiên là push and pull. Đến phần thứ hai thì chúng ta có một cái lệnh gọi là zipper distortion. Thì cái lệnh zipper distortion này nó sẽ giúp chúng ta là làm biến dạng cạnh của các đối tượng, nó lượn lên lượn xuống theo đường zig zag giống như là cái khóa kéo. Đấy. Bằng cách là bấm chuột và chúng ta kéo thì chúng ta có thể là tạo ra cái sự biến dạng của đường biên của cái đối tượng mà đang được chọn như thế này. Tuy nhiên thì cái zipper này nó phức tạp hơn so với lại push and pull, bởi vì nó có hai tham số cơ chứ không phải là một. Tham số đầu tiên là tham số zipper amplitude, thì nó sẽ tác động tới độ sâu của cái biên độ dịch chuyển của cái cạnh này. Tham số này mà nhỏ thì chúng ta sẽ có thì đây ạ, cái biến dạng ít thôi, nông như thế này. Còn nếu mà tôi kéo càng dài thì cái này nó càng sâu. Nhưng mà amplitude nó chỉ biến dạng từ 0 cho tới 100 thôi, chứ không phải 200 giống như là push and pull. Nhưng nó lại có thêm một cái điều chỉnh nữa là zipper frequency. Thì cái này nó sẽ tăng hay giảm cái số lần mà biến dạng của cái cạnh này. Các bạn có thể gia giảm tham số trực tiếp ở trên cái thanh property trong trường zipper frequency này, hoặc là giữa cái điểm điều khiển này và cái tâm thì các bạn có một cái con trượt, các bạn bấm vào đây mà các bạn kéo con trượt ra thì các bạn sẽ có gì đấy, số lần mà biên độ dao động nó lớn lên. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số các cái tùy biến dành riêng cho cái chế độ zipper distortion này. Đó là ba cái tùy chọn ở phần tiếp theo. Đó là randomize distortion, đó là smooth distortion và localize distortion. Trong đó thì các bạn có thể không dùng cái nào cũng được, hoặc dùng từng cái, hoặc dùng kết hợp hai cái với nhau, hoặc là dùng cả ba. Và lần lượt mỗi thằng này thì nó cung cấp một cái tùy biến như sau. Đầu tiên là randomize. Thì bình thường ra cái zipper này nó sẽ làm biến dạng rất là đều các cạnh và các góc. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn là randomize này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái biên độ dao động cũng như tần suất mà biến đổi này nó không còn đều nữa. Nó phân bố một cách ngẫu nhiên hơn, nó tạo một cảm giác là nó giống một cái gì đó như tự nhiên, chẳng hạn như một cái mảnh gì đó chúng ta đã xé ra thì nó có tạo ra những cái biên rách, chỗ nhiều, chỗ ít, chỗ sâu, chỗ nông. Trường hợp thứ hai là cái tùy biến là smooth distortion. Thì smooth distortion thì nó sẽ giúp chúng ta là làm tròn, làm mềm những cái đỉnh của cái đường biên này. Khi tôi bấm vào đây, smooth distortion, thì các bạn sẽ thấy rằng thay vì là nó sắc nét rất là nhọn như là cái lúc ban đầu, thì cái tùy chọn smooth distortion này nó làm cho cái những cái đường biên xé này của chúng ta nó trở nên mềm mại, trơn tru hơn. Thế còn trường hợp thứ ba là localize. Localize này thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề là thu những cái biến dạng này về cái kích thước gần chuẩn của đối tượng. Đấy. Biên độ dao động nó thấp đi, nó không ăn sâu quá vào trong hình và nó cũng không nhao ra ngoài quá. Nếu mà chúng ta bắt đi thì chúng ta thấy là cái biên độ dao động này nó lớn và nó rất là rộng. Các bạn có thể không dùng cái nào cũng được, thì nó nguyên bản nó sẽ là zipper distortion chuẩn. Thế còn có thể là bật từng cái, đúng không? Hoặc là kết hợp giữa cái nọ với cái kia, hoặc có thể bật cả ba. Đấy, và như lần trước chúng ta nói thì cái tâm này cũng là cái thứ mà chúng ta có thể là sao đây ạ? Chúng ta có thể di dịch và làm cho nó biến đổi cái phía mà cái tâm đang ở. Phía cái tâm đang ở thì là nó sẽ biến độ mạnh hơn so với lại cái góc còn lại. Và tất nhiên là add new distortion, rồi thì copy distortion property, hoặc là clear distortion, hoặc là lệnh convert to curve thì hoàn toàn giống như là cái phần trước mà chúng ta đã từng nói, có nghĩa là copy, xóa bỏ hoặc là thêm một cái distortion mới, hoặc là biến luôn cái hình này trở thành một hình mà có hình dáng như thế luôn mà không có liên quan gì tới các cái lệnh distortion nữa.
Thế còn cái cuối cùng mà chúng ta muốn nói đó là Twister Distortion. Twister Distortion thì nó biến dạng theo một cung cách khác hoàn toàn. Thay vì việc là tác động tới các cái cạnh thì nó sẽ vặn xoắn hình. Đây, chúng ta bình thường là chúng ta nhấp chuột và chúng ta kéo ngang hay kéo dọc. Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể đấy ạ, vặn xoắn. Vặn nhiều hay vặn ít, vặn theo chiều nào, đấy là do chúng ta quyết định. Thích nữa thì các bạn có thể là dịch cái tâm. Khi cái tâm dịch đi thì nó cũng làm cho cái hình này của chúng ta nó thay đổi. Và tất nhiên là các tham số, ví dụ như là complex rotation hoặc là additional degree, thì những cái này nó tác động tới cái số lượt lượn vòng hoặc là góc độ mà chúng ta vặn xoắn hình, và do đó thì nó cũng sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó thay đổi nhiều hay ít. Thế thì bằng vào những cái công cụ, bằng vào những cái lệnh này thì chúng ta có thể là tạo ra cái sự phá phách, phá cách rất là lớn đối với hình hài và cái biểu hiện thị giác của những cái hình vốn quen thuộc. Và chúng ta có thể dùng nó như là một cái công cụ để mà tạo ra cái sự thu hút cho những cái đối tượng. Ví dụ những cái hình rất là cơ bản chúng ta biết rồi, chúng ta nhìn quen rồi, nhưng khi mà chúng ta đưa những cái công cụ này vào và chúng ta tạo ra cái sự biến dạng một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó đem lại một cái ấn tượng thị giác rất là khác, đúng không? Đây là hình cơ bản, hoặc là đây là chữ, đúng không? Ví dụ như là tôi làm một cái pano, một cái affix quảng cáo cho một cái gì đó. Nếu mà chữ nghĩa mà tôi tạo ra được một cái chữ nó không bình thường, đấy, hơi lạ kỳ một tí, thì rõ ràng người ta nhìn vào người ta sẽ có một cái cảm giác rất là lạ, đúng không? Chẳng hạn như một cái affix mà làm cổ động về chẳng hạn như là phòng chống AIDS chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái chữ như thế này thì đọc thì dễ. Thế nhưng mà nếu như bây giờ mà tôi sử dụng cái công cụ này mà tôi tạo ra cho nó một cái sự biến đổi đi, một cái sự biến dạng đi, trông như thế này thì liệu nó có gây được ấn tượng hơn cho người xem không ạ? Rõ ràng là có, đúng không? Đấy, ví dụ như này, trông nó sẽ thu hút hơn. Tất nhiên là chúng ta phải là người chủ động ở trong cái vấn đề là gia giảm tham số, bởi vì nói gì thì nói, chữ nghĩa nó cũng là cái thứ để đọc, đấy là cái nhiệm vụ tối quan trọng. Đấy, còn gây ấn tượng cũng là một phần, nhưng mà nếu mà gây quá mà để đến mức mà khó đọc thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta xử lý đến mức độ như thế. Và đấy là cái nhóm công cụ là Distort, nó giúp cho chúng ta là thay đổi cấu trúc, thay đổi hình dáng của một cái đối tượng được chọn. Tất nhiên là nó chỉ có tác động được tới các hình vector và chữ nghĩa thôi, tức là nói tóm lại là có tính chất vector, còn bitmap thì nó không làm được cái chuyện đó. Chúng ta chọn một đối tượng bitmap, chúng ta đưa các cái công cụ này vào thì chúng ta không thấy tác dụng gì cả. Thế đấy là vài cái vấn đề mà chúng ta cần nắm được khi mà làm việc với Corel, để biết cách là phá vỡ cấu trúc hoặc là làm cho nó biến dạng cái đối tượng như thế nào.